bán hàng có bốn người con. Thằng hai đã lớn, ba em hãy còn học theo các trường nhưng đã thành con. Năm loạn lạc kia trong nước Việt Nam, mấy con của bà đều lên lối đường, đầu quân chiến trường theo chí người dân. Đem thân lên đường sông pha chiến trường, đành lòng bỏ xa gia đình từ đó, kiếm sống tung hoành quên thân xác mình. Hằng mong ước thành công lớn về sau, mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Suốt ba năm liền bà cứ mẫu hiền, ngày đêm khấn nguyện cho mấy người con. Con sẽ gặp mẹ đứng chờ con.